Yo, và mình có một cái shop ạc bán ạc Blockfood các bạn ạ. Các bạn có thể lấy link ở ngay cái phần mô tả, không thì ở cái phần bình luận cũng được các bạn ạ. Nhớ vào đó mua cái ạc để ủng hộ mình, cho mình có tiền để mua ổ mì ăn mỗi buổi sáng nha. Cảm ơn các bạn. Bạn cần mua Robux đúng không? Ở đây mình có shop Roblox.vn. Shop Roblox.vn là shop bán Robux uy tín hàng đầu Việt Nam, được các YouTuber du team quảng cáo cũng như là đảm bảo về chất lượng uy tín. Thế nên là các bạn cứ mua nick và cũng như tận hưởng những dịch vụ trên shop này mà không cần phải lo lắng về độ uy tín nhé. Đường link của shop mình sẽ để dưới phần mô tả. Ấn vào để trải nghiệm dịch vụ của shop nha. Hey yo, xin chào mừng chào lại với kênh của mình. Thì mình là giáo sư Phúc đây các bạn ơi. Hôm nay chúng ta cùng chơi tiếp tựa game Blockfood các bạn ạ. Thì chắc các bạn cũng đã biết rồi, trong tựa game Blockfood chúng ta có một cơ chế cực kỳ thú vị luôn. Đó chính là cơ chế random trái quỷ các bạn ạ. Cơ chế thú vị ở chỗ là cái tỷ lệ random trái quỷ nó rất là thấp. Tuy nhiên thì không phải là cái việc mà thấp đó mà nó khiến cho chúng ta không random ra những trái quỷ xịn. Cụ thể là sau lưng mình thì mình đã có random ra một số trái quỷ đó các bạn ạ. Nếu mà các bạn thích những cái trái quỷ này thì đừng quên là mình sẽ live stream vào lúc 7:15 tối mỗi ngày để phát những cái trái quỷ này cho anh em. Đấy thì ok, hôm nay mình sẽ làm một cái video nói về những cái code mà thú vị mà chúng ta có thể random ra trái quỷ VIP nhá. Mặc dù mình chả bao giờ xài hết mà rảnh nào mà ngồi nhập cái code rồi random trái quỷ, nhưng mà không sao. Hôm nay thì mình rảnh nên là mình sẽ làm video này để cho các bạn coi. Thì như các bạn có thể thấy được là ở trên bàn mình cũng có khá là nhiều trái xịn nè. Các bạn nhớ thời gian live stream mình nha. Còn vô lấy trái quỷ của mình nữa. Còn bây giờ thì không nên nói nhiều nữa, chúng ta cùng bắt đầu video thôi các bạn ơi. Let's go. 3 days later. Rồi, thì có một cái câu hỏi mà mình thấy là có vẻ như là buổi livestream nào các bạn cũng hỏi mình, đó là lý do tại sao mình có thể random được cái đống trái quỷ này mỗi ngày và cái số lượng mà đều đặn như vậy 400 trái mỗi ngày vậy được. Thì cho anh em biết nhá, đó là mình sử dụng là 150 hạt để mình random nha anh em ạ. Thế nên là mình random nhiều trái quỷ chứ không phải là do mình random mà nghe kiểu hách một hạt random cả đống trái quỷ hay đâu, không thể đâu các bạn ơi. Rồi, thì bây giờ chúng ta cùng sử dụng một cái code nào đó thú vị để chúng ta random nhé. Thì mình thấy là có một cái code là nghe các bạn khá là yêu cầu mình làm nhiều, là thương cho tấm thân cơ hàng, mà cái code mà vãi cái chưởng thật ở trên mà TikTok mình coi cái này, ai cũng xì bam cái code đó, bảo là code nó xịn hết. Rồi ok, thương cho tấm thân cơ hàng. Rồi anh em xem nhá, đây bấm vô một cái. Rồi bây giờ chúng ta cùng random nhá, chắc mình sẽ thử khoảng chục cái code thử coi là trong đây có code nào xịn hay không. Thì bạn nào mà muốn mình làm những cái vấn đề mà liên quan tới code random trái quỷ này, mặc dù nó khá là đần độn trong những video trước, nhưng mà ai mà muốn làm những cái code này thì các bạn đừng ngại để bình luận cho mình nhé. Mình sẽ cố gắng làm một cái video khác về những cái này. Còn bây giờ thì thương cho tấm thân cửa hàng. Let's go. Phải cái trưởng thương cho tấm thân cửa hàng nha. Bây giờ chúng ta cùng tới cái code tiếp theo nha, để mình lên thử coi ở trên cái video của mình có bạn nào có ý tưởng gì hay ho hay không. Bây giờ code đầu tiên các bạn có thấy được là nghe nó xịn như thế nào rồi. Let's go, chúng ta tới cái tiếp theo thôi nào. The next step. Rồi, đây là con ạc thứ hai mình dùng để random nha. Thật ra nó con ạc thứ 100 mấy mình random, nhưng mà thôi, nói chung là cái con ạc thứ hai mình random ở trong video này, mình sẽ sử dụng cái code đó là biết ông Liêm không. cái này điên thật sự các bạn ha. Biết ông Liêm không. Rồi, mình sẽ ghi nha. Đấy, ok. Bây giờ hôm nay cùng coi thử coi là nghe ông Liêm có thể giúp chúng ta có được cái đồ xịn hay không nhá các bạn. Coi ông Liêm tốc độ nha. Ông Liêm. Rồi. Liêm ra được trái leopard nha các bạn. Có vẻ có biết ông Liêm không là không xịn rồi. Chúng ta hãy cùng coi được coi là mấy ông giáo khác nó có thể cho ông ta trái xịn hay không nhá. Đấy, rồi, let's go. Cái ông tiếp theo thôi nào. Day 3. Rồi, đây là con ngạc mà thứ 3 của chúng ta nhá. Chúng ta sẽ chơi thử một cái gift code nữa, nó dài dài một xíu. Hôm nay mình sẽ sử dụng cái code là hãy lên khúc nhạc hoàng cầm buồn ngày mình nâng ly, một cái gift code mà nghe nó dài ối trời ơi của dân chơi nào mà bình luận trong video mà luôn các bạn à. Rồi, khải lên khúc nhạc. Khải lên khúc nhạc hoàng cầm buồn ngày mình biệt ly là cái đéo gì thế nhỉ? Sao ai mà có thể comment được cái này được vậy? Cái này chắc là lời bài hát nào hả? Đây là một cái trend TikTok này thì phải. Rồi, let's go. Khải lên khúc nhạc hoàng cầm mình cùng nâng ly. Ôi, trái băng. Rồi, trái này xịn hơn mấy cái trái còn lại đó bạn à. Hồi nãy trái spin rồi trái cát, mình thấy là càng lúc hình như là những cái code nó càng lúc càng xịn các bạn à. Để coi là hôm nay chúng ta có thể có được trái Leopard hay không nha các bạn à. Không, mà trái Legendary, trái Phật tổ mình thấy nó cũng là ý tưởng hay đó các bạn à. Rồi, let's go tới cái code tiếp theo thôi nào. Day 2. Rồi, tiếp theo mình sẽ không sử dụng một những cái code mà nó xuất hiện ở trên đó nữa. Mình sẽ sử dụng những cái code mà bạn comment của mình ở trên cái lúc mà mình livestream các bạn à. Một trong những cái code mà mình thấy là các bạn yêu cầu như thế đó là code admin đẹp trai cho xin trái quỷ, cho xin trái ác quỷ xịn đó. Đó các bạn hay comment này nè, để mình coi nếu có admin có đẹp trai thì không nhá. Chứ mình thấy là admin Lockfoot là ban hết nguyên tem mình khỏi Discord, là đồ đẹp trai nó cũng giảm xuống khá nhiều đó các bạn à. Rồi, admin đẹp trai xin trái quỷ xịn. Wow, có vẻ admin đẹp trai thật. Wow, được đấy nhỉ.
Admin đẹp trai cho xinh giác quỷ xịn có vẻ là một trong những cái code hay đấy. Mình thấy khá ưng code này nha. Bạn nào có để mình bắt đầu mình dò thử coi là ở trong những cái buổi livestream của mình còn cái code nào đỉnh đỉnh hay không nhá. Ôi quái cái chuẩn thật, admin đẹp trai cho xinh giác quỷ xịn quất phát gà trái điều khiển luôn bạn ạ. Rồi thì trái điều khiển này đương nhiên rồi, tối nay sẽ được tìm được chủ nhân của nó thôi. Anh em nhớ là 7:15 mỗi ngày nhé, mình sẽ có một buổi livestream và tặng trái quỷ cho anh em, mong là anh em có thể nhận được đống trái quỷ xịn của mình. Rồi tiếp tục cái code tiếp theo thôi. Day 4. Rồi vẫn là một cái code mà được rất rất là nhiều bạn comment ở trên kênh của mình, đó là Pleobat Ple. Cái code này thấy là nghe xì bam trên kênh chat mình luôn, mình nhìn mình bực luôn mà. Please Leopard, Leopard please hay gì đó mình cũng chả nhớ nữa, nhưng mà đại khái là please Leopard đấy. Rồi bây giờ thì please Leopard coi thử coi là quỳ gói xuống cầu xin thì nó có hay không, chứ mình thấy là nịnh admin có vẻ là ra chắc quỷ xịn hơn bạn à, chứ quỳ xuống cầu xin chắc không cho đâu. Rồi chuẩn luôn, quỳ xuống cầu xin là nha, được mỗi cái nịt các bạn à, đúng là cao su là cái nịt luôn chứ gì nữa các bạn ơi, chán thật. Rồi chắc mình sẽ thêm một vài con ạc nữa nhé, và anh em hãy cùng coi thử coi là độ may mắn của chúng ta nó sẽ như thế nào nhé. Và ok bây giờ hãy tới cái con ạc tiếp theo thôi. Rồi đóng giá quỷ này nãy giờ ra đâm được đâu gần 300 trái chứ. Rồi tiếp tục thôi nào. 3 days later. Rồi các bạn ạ, mình đang định đi random chắc quỷ thì mình thấy nó có cái nhà máy, thế là mình bay vào mình đánh với nhà máy luôn nha các bạn. Coi thử coi là nghe độ may mắn của mình như thế nào. Đấy. Rồi thì đánh nhà máy chắc chả cần phải nhập code đâu nhỉ. Đánh nhà máy mà nhập code nên thì chí quá các bạn ạ. Rồi, bêm cái nhà máy này cái để coi thử coi là chúng ta có đủ may mắn để có được cái chắc quỷ nào xịn xịn hay không nhá. Rồi. Thì cái nhà máy này nếu mà anh em nào không biết thì mình cho anh em biết nhá. Thông tin là cái nhà máy này nó sẽ xì bam cho chúng ta mỗi 1 tiếng 30 phút, tức là 90 phút một lần anh em ạ. Rồi thì mình treo sơ và VIP mỗi ngày thì cũng 6 tiếng, mình đánh cái này cũng được khoảng là 4 5 lần rồi đó anh em ạ. Thì nếu mà anh em muốn farm giá quỷ ở C2 thì đây cũng là một cách. Ngoài ra thì anh em có thể lên C3 đánh những con hải tặc nó sẽ dễ ăn hơn. Nhưng mà hải tặc thì nó xì bam nhanh hơn thật, nhưng mà anh em phải biết là nhà máy nó đứng im, nó không có quánh anh em. Còn hải tặc thì nó pha anh em bởi đầu luôn, thế nên anh em nên lựa chọn cái gì đó hợp lý để anh em chơi nha. Đấy, yếu quá thì mình cứ đánh nhà máy cho nó gọn. Y như mình anh em ạ. À. Đấy, mình đánh nhà máy đâu cần phải suy nghĩ nhiều đâu, chỉ cần bật auto click lên cho đánh thôi. Rồi, đánh cũng được để cái máu rồi. À, máu của nhà máy này là khoảng 200k các bạn. Nếu mà các bạn auto đánh này thì nó sẽ nhàn hơn. Tuy nhiên anh em nếu mà sử dụng skill nó sẽ nhanh hơn các bạn ạ. À. Và KT người cá thì hai lần đánh là xong các bạn ạ. À. Còn này đương nhiên là còn một ít máu nó sẽ bật cái khiên lên các bạn ạ. À. Cái này mình chơi nhiều mình nhớ các bạn. Nó xong luôn hả? Wow. Rồi, được trái đại bàng các bạn ạ. À. Hơi sukana xíu mà bây giờ chúng ta cùng sử dụng cái code này nhá. Rồi, nãy giờ toàn sử dụng code của anh em cho không, bây giờ mình sẽ bấm cái code nào đó nó đỉnh đỉnh xíu nha. Đăng ký kênh Giáo sư Phúc. Đó, không có nhiều đâu, đăng ký kênh Giáo sư Phúc. Đây là một cái lời cảnh cáo cho anh niên nào mà coi video này tới giờ này mà còn chưa có đăng ký kênh mình nha. Đăng ký xong phải bấm like các bạn ạ. À. Rồi, let's go, đăng ký kênh Giáo sư Phúc. Ông nói thật là anh em mà đăng ký kênh Giáo sư Phúc là kiểu gì cũng gia chắc quỷ xịn đó các bạn ạ. À. Thì nó cũng gần xịn mà các bạn, đúng không? Rồi thì nói chung là nếu mà mấy ông mà xem được cái video này mà không đăng ký kênh của tôi á thì mấy ông sẽ bị gặp cái xui xẻo giống như tôi đó các bạn ạ. À. Do tôi đang chưa đăng ký kênh của mình thật các bạn ạ. À. Rồi thì nói tóm lại là những cái code trong đây thì anh em chỉ dùng cho vui thôi. Tuy nhiên anh em nào muốn mình thử tiếp tục cái series mà nghe bấm code ở trong tựa game này thì anh em đừng ngại để bình luận cho mình nhé. Mình sẽ cố gắng thực hiện nó sớm nhất có thể. Còn những cái trái quỷ mà nãy mình random được hoặc là những cái trái quỷ mà trên bàn em thấy thì mình sẽ tặng cho anh em vào lúc 7:15 tối mỗi ngày. Anh em nhớ theo dõi những cái buổi livestream của mình để nhận những cái chat quỷ này nha. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi video đến cái phút này. Rồi, tạm biệt các bạn nhé.